hóc hạt bí, người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến cháu tử vong. Trưa ngày 27 tháng 1, tức ngày mùng 6 Tết, anh Trần Văn Chi, cha cháu TDL, 3 tuổi cho rằng bác sĩ trong ca trực đêm mùng 5 đến rạng sáng mùng 6 Tết tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi quá tắc trách dẫn đến cháu L bị tử vong. Anh Chi thuật lại rằng vào khoảng 20 giờ tối ngày mùng 5 Tết, con anh chơi đùa cùng với nhiều cháu bé khác. Một số cháu lớn lấy hạt bí ra ăn. Cháu L bất ngờ bị ho sặc, khó thở gần vị trí có vỏ hạt bí. Vợ tôi nghe con ho nên chạy ngay từ nhà dưới lên. Các cháu bé lớn tuổi trong nhóm và con tôi lấy hạt bí mở vô miệng. Lúc này cháu đã khó thở, nôn ọe. Nên vợ chồng tôi chở cháu lên Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Lúc đó gần 21 giờ tối, anh Chi kể lại chi tiết. Theo anh Chi, khi vào viện cấp cứu, gia đình đã chủ động báo với y bác sĩ là cháu bé bị hóc hạt bí. Sau đó, một bác sĩ trẻ đến dùng dụng cụ y tế kiểm tra cuống họng cháu và nói với gia đình là không có gì. Tôi đã nói đi nói lại là cháu bị hóc hạt bí, cần chụp phim, nội soi kiểm tra. Mãi một lúc sau, họ mới đưa con tôi đi chụp phim. Sau đó, bác sĩ coi phim lại nói không có gì đâu. Trong khi đó, con tôi vẫn muốn nôn nhưng nôn không được. Con tôi được đưa lại phòng cấp cứu, anh Chi kể. Anh Chi khẳng định trong quá trình thăm khám đầu tiên cho con anh, có nhiều người thay nhau khám nhưng họ còn rất trẻ. Các bác sĩ không tìm ra vấn đề, con cháu L vẫn tiếp tục dọa nôn. Người cha nóng ruột, đề nghị được đưa con chuyển viện ra Bệnh viện Đà Nẵng nhưng bác sĩ vẫn nói với gia đình không có vấn đề gì. Cuối cùng là bác sĩ Thám đến khám cho con tôi. Ông Thám xem phim, nói không có gì đâu. Sau đó nghe thở và nói con tôi hen suyễn chứ không phải hóc dị vật. Sau đó có cho con tôi thở khí dù. Cháu ổn hơn một tí và được đưa lên khoa điều trị ở tầng 5, anh Chi kể. Cháu L lúc nôn, lúc không, có biểu hiện đau ở cổ, khó thở. Người nhà tiếp tục yêu cầu nếu hen suyễn thì hút đờm cho cháu và nội soi ở cổ xem có phải hóc hạt bí hay không. Y tá lại nói giờ không có ai làm việc cả, sáng mai mới làm. Việc họ hối tôi nhiều nhất là về lấy bảo hiểm để làm thủ tục nhập viện cho cháu. Thủ tục có thể bổ sung sau, việc cần thiết là tìm ra nguyên nhân của cháu thì lại không làm, anh Chi nhẹ nhàng. Khoảng 23 giờ đêm, gia đình chờ cháu về nhà để tìm sổ bảo hiểm và rửa cho cháu vì cháu nôn ói khắp người. Cả hai vợ chồng tôi có ra phòng vệ sinh nhưng không có nước nóng. Trong khi trời quá lạnh nên vợ chồng tôi mới chở cháu về nhà rửa người và tìm sổ bảo hiểm, anh Chi giải thích. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 6 Tết, gia đình thuê taxi được con lên lại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Khi gần tới bệnh viện, cháu nước nghẹn và được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, sau đó được chuyển gấp lên phòng hồi sức tích cực. Lúc này, y bác sĩ hút đờm lấy oxy cho thở. Khoảng 20 phút sau, bác sĩ báo con tôi không qua khỏi. Tại sao có người hút đờm mà trước đó tôi yêu cầu thì nói không có ai làm? Tại sao không kiểm tra cho cháu sớm hơn? Họ đã quá tắc trách, anh Chi khóc nghẹn. Một lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết, khi tiếp nhận cháu L, ca trực đã cấp cứu, hội chẩn, khám kỹ, xong mới đưa lên khoa điều trị. Kiếp trực đồng thời cho cháu thở khí dung, theo dõi đường thở, thấy cháu ổn định, nên có giải thích cho người nhà về tình hình của cháu cần theo dõi tại bệnh viện. Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi nói, tuy nhiên, đến khoảng 0 giờ sáng ngày 6 Tết, bác sĩ phòng bệnh vào khám cho cháu thì không thấy cháu. Mãi đến rạng sáng, gia đình mới đưa cháu đến viện, vào thẳng phòng cấp cứu. Sau đó, cháu được chuyển lên khoa hồi sức tích cực, nhưng cháu đã mất. Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi nói, nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu cần phải có giám định pháp y để làm rõ. Y bác sĩ bệnh viện rất buồn và chia sẻ với gia đình mất mát quá lớn này. Lãnh đạo bệnh viện cũng đã làm việc với y bác sĩ ca trực, cũng như phối hợp với công an để làm rõ.